Đọc truyện Thứ nữ hữu độc Tác giả Tần giảng Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 75 Hôm sinh nhật cửu di nương Lý phủ dựng một sân khấu kịch Các phu nhân tiểu thư hiếm khi có được cơ hội náo nhiệt như vậy, đều ngồi trong láng ngoài trời xem biểu diễn. Đại phu nhân phái người đi mời nhị phu nhân, nhị phu nhân lại nói thân thể không thoải mái nên không tham gia, đại phu nhân chỉ mỉm cười, không ép buộc. Nghĩ qua là biết, nhị phu nhân luôn tự cho mình là người cao quý, sao có thể để ý đến sinh nhật của một thiếp thất. Lão phu nhân mấy ngày nay hay buồn ngủ vì trời đã vào xuân, sau bữa trưa thì đi nghỉ ngơi. Không quay trở lại yến tiệc nữa, những người khác đều xem diễn, ngồi bên dưới sân khấu kịch, bề ngoài hòa thuận vui vẻ. Trong tay Lý Trường Nhạc cầm một cây quạt tròn mỹ nhân, nhìn lên đài, lộ ra vẻ tươi cười như đang đâm chiêu, bên kia cửu di nương bị mọi người vây quanh, bộ dáng đứng ngồi không yên, có chút hoảng hốt. Đại phu nhân nhìn thấy hết mọi chuyện, tươi cười trên mặt vô cùng hòa ái. Lý Vị Ương là người đến cuối cùng, nàng đến sau, nhưng tất cả những người có phẩm cấp thấp hơn đều phải đứng lên hành lễ với nàng, Đương nhiên đại phu nhân là mẹ cả, còn là nhất phẩm phu nhân, cho nên chỉ có bà vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn. Lý vị ương mỉm cười nói, mọi người đừng khách khí, đều ngồi xuống xem diễn đi. Lý trường nhạc liếc mắt nhìn Lý vị ương, thấy nàng mặc áo váy màu hồng, mái tóc dài đen nhánh được buộc lên cao thành hình hồ điệp xinh đẹp, những sợi rua đơn sắc xanh nhạt hoặc đỏ hồng trên trâm cài rủ xuống, xung quanh được tô điểm bởi những đóa hoa nhỏ tinh tế, tất cả đều được làm từ bảo thạch cùng màu. Hiển nhiên vô cùng quý giá, Lý Trường Nhạc ghen tị dời ánh mắt đi. Lúc này trên sâu kịch có tiếng mỏ vang lên, một võ sinh tuấn tú đi từ sau màn ra, nhìn thấy người này, khóe mắt cửu di nương mở bừng như bị giật mình. Lý vị ương nhìn theo tầm mắt của nàng ta, võ sinh trên đài người cao gầy, một thân trang phục biểu diễn đỏ thẫm tay áo tô điểm bằng những sợi chỉ vàng, bên hông buộc giải dây ngũ sắc, tóc búi cao lên đỉnh đầu, dùng trâm cố định lại. Đôi mắt phượng được tô điểm kia hơi nhướng lên, ngạo nghễ nhìn khắp bốn phía. Mọi sự tinh túy hầu như được tỏa ra từ hàng mi của hắn, dựa vào một phần khí chất này đã đủ để thắt sâu lòng người. Hắn nhảy lên sau đó chuyển động tác ngay trên không trung, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, giải dây bên hông tung ra theo thân hình uyển chuyển như chim sẻ, cao giọng cất tiếng hát, ai cùng ta cẩm tú duyên niên, ai cùng ta giai nhân khuynh thành, tất cả thay đổi theo dòng chảy không bằng trong rủi trốn xa trường, kiến công lập nghiệp. Hết một câu, song kiếm hợp lại trên tay phải, tay trái nắm chặt, thắt lưng công xuống quay người lộn một vòng thành hình trăng rằm. dáng người này, giọng hát này, nhất định là người có tiếng. Lý vị ương nhìn thoáng qua, đưa ra lời phán đoán. Võ sinh minh kiệt mặc dù đang hát khí khúc, nhưng vẫn chú ý đến động tĩnh dưới đài, nhìn xuống những người kia, đầu tiên thấy vui vẻ, một lúc sau thì cảm xúc chuyển biến, tràn đầy uể oải. Hắn chỉ là một con hát, tuy là công tử phú quý đã xuống dốc, đọc qua chút sách thơ phong lưu, lại có khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ đường đường, ở gánh hát được mọi người rất hoan nghênh, nhưng hiện giờ, so với những người mới vào đã khác nhau một trời một vực rồi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một nữ hài tử trẻ tuổi ngồi trên khán đài, tuy khuôn mặt không bằng vị tiểu thư quốc sắc thiên hương bên cạnh, nhưng một đôi mắt trong trẻo lại toát ra sự thanh thoát vừa hay cũng nhìn thẳng vào mắt hắn trong nháy đó dường như đã bị nàng ấy nhìn thấu toàn thân minh kiệt khẽ rung đến lúc phục hồi lại tinh thần thì ánh mắt nàng ấy đã nhẹ nhàng chuyển sang chỗ khác võ sinh cố gắng kéo lực chú ý về tiếp tục hát khí khúc cũng may dưới đài không có ai phát hiện ra sự khác thường lý trường nhạc cười nói võ sinh này đúng là hát không tồi cửu di nương thấy có đúng không cửu di nương còn chưa trả lời tứ di nương đã tranh nói đúng rồi hát khí khúc thì cửu di nương là người trong nghề, đừng bình luận qua loa đấy nhé. Hát khí khúc là nghề thấp kém, con hát thường bị người khác kinh thường, đây là đang nói mỉa cửu di nương. Lý thường hỉ vì cười, lý thường tiếu lắc đầu đồng tình. Khuôn mặt tuyết trắng của cửu di nương đỏ lên, nói không nên lời. Lý trường nhạc mỉm cười nói, tứ di nương. Đừng đùa cửu di nương nữa, da mặt di nương ấy hơi mỏng. Tứ Di nương cười lạnh một tiếng, xoay mặt đi. Từ sau chuyện vu cổ lần trước, đại phu nhân chèn ép bà, tìm cách gây khó xử cho bà, nhưng bà không hề sợ hãi, bởi vì lão gia đã đáp ứng, hôn sự tương lai của hai con gái ông ấy sẽ suy nghĩ cẩn thận, tuyệt đối không để đại phu nhân tùy ý gả hai đứa ra ngoài. Như vậy, đừng nói là bị đại phu nhân ghen ghét, cho dù muốn lấy tính mạng của Tứ Di nương, bà cũng cảm thấy xứng đáng. Lý Thường Hỉ cười nói, hạt châu trên tay cửu di nương đúng là rất đẹp. Nàng vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn tràn hạt phỉ thúy trên tay cửu di nương, xanh biếc trong suốt, nhỏ bằng hạt gạo, sắc mặt đại phu nhân hơi biến đổi, sau đó cười nói, đây là ân sủng lão gia ban cho cửu di nương. Rõ ràng ghen tị muốn chết, lại còn cố gắng giả bộ rộng lượng, đúng là không biết nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể làm chủ mẫu. Lý vị ương cười nhẹ, thờ ơ lạnh nhạt từ đầu đến cuối, không nói gì cả. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy nha đầu hoảng sợ hô lên, á, à, sân khấu sụp rồi. Tất cả mọi người kinh hãi, quả thật nhìn thấy một bên sân khấu kịch bị sụp xuống, võ sinh đang hát khí khúc ngã từ trên sân khấu cao đến hai thước xuống đất, mềm hoặc nằm trên mặt đất, gần như đồng thời, trên mặt đất có dòng máu đỏ tươi lan ra, làm lý vị ương hơi choáng váng. Cửu di nương A. Một tiếng, đứng bật dậy lý vị ương mẫn cảm chú ý đến điểm này nàng nhìn ra rõ ràng trong mắt đại phu nhân lộ ra vẻ tươi cười cay nghiệt còn những người khác chỉ chú ý đến tình trạng sân khấu kịch căn bản không để ý tới cửu di nương lý vị ương khẽ ho khan một tiếng cửu di nương lập tức phản ứng lại không dám nói lời nào chỉ che mặt cúi đầu thấp xuống có chuyện gì thế này mau gọi quản gia đi xem đại phu nhân nhíu mày thản nhiên chậm rãi nói, giọng điệu không cao nhưng rất nghiêm khắc. Gương mặt cửu di nương đã trắng bệt, tuy hai mắt buông xuống, nhưng tai vẫn chú ý đến động tĩnh bên kia. Không bao lâu sau, quản gia vội vàng quay lại bẩm báo, sân khấu bị sập, nô tài đã đi xem xét, con hát kia bị thương không nhẹ, chỉ sợ hôm nay không thể biểu diễn tiếp. Lúc này, mọi người đều nhìn thấy con hát kia cả người đầy máu được nâng xuống. Lý trường nhạc thở dài, phe phẩy quạt tròn thật nhẹ, buông mắt xuống, ẩn dưới nửa khuôn mặt bị bóng râm che khuất là nụ cười nhẹ, thật đáng thương. Khuôn mặt cửu di nương lúc này trong suốt gần như tuyết. Một lúc lâu sau, nàng mới tiếp lời, đúng vậy, đúng là rất đáng thương. Sau đó ngậm chặt miệng lại, không nói được một câu nào nữa. Lý trường nhạc nhẹ nhàng miếm đôi môi hồng nhạt, ý cười trong suốt. Màn biểu diễn này. Con hát đã ngã xuống đài máu me đầy người ai cũng không muốn tiếp tục đại phu nhân đứng lên phân phó cho gánh hát ít tiền bạc để con hát kia chữa bệnh quản gia nói dạ đại phu nhân nhân từ nô tài đi làm ngay lập tức lý trường nhạc cũng đứng lên đi theo đại phu nhân hàng rua trâm cài trên đầu đung đưa khuôn mặt tuyệt lệ làm người khác nghĩ tới hoa mẫu đơn đều tú lệ tươi đẹp giống nhau nàng liếc mắt nhìn cửu di nương mỉm cười đỡ đại phu nhân rời đi lý thường hỉ hừ lạnh một tiếng đúng là đồ sao chổi đến sinh nhật cũng có điềm xấu nói xong lôi kéo lý thường tiếu rời đi cùng tứ di nương khán đài vốn gấm hoa rực rỡ trong chốc lát chỉ còn lại lý vị ương cùng cửu di nương trong mắt cửu di nương là tình thương môn lung nàng bất giác nhớ lại lúc trước mình mới tập hát hí khúc thường xuyên bị sư phụ đánh chửi vì hát không tốt lúc ấy chỉ có người đó an ủi nàng một lần nàng cảm thấy hô hấp của hắn nhẹ nhàng bao phủ lên hàng mi của nàng, cả người hơi run run. Mà hắn cũng nhân lúc này ôm nàng vào lòng. Thật chặt, cho đến khi thân hình lạnh lẽo của nàng trở nên ấm áp, từ từ, nàng trở nên mềm mại yếu đuối khi nằm trong lòng hắn, hắn áp mặt xuống, đặt môi áp lên môi nàng. Vốn tưởng rằng có thể gả cho hắn, nhưng mà về sau, nàng không biết vì sao lại bị Lý Thừa Tướng nhìn trúng. Vẻ mặt của cửu di nương có sự hoảng hốt. Lý vị ương nhìn cửu di nương ngẩn ngơ như mất hồn, thở dài nói, con hát kia bị thương không nhẹ, nhưng chỉ bị thương ngoài da, đừng lo. Cửu di nương nghe thấy giọng nói của nàng, tim đập nhanh hơn. Sim y nhạc màu của Lý Vị Ương cùng làn da trắng nõn cộng hưởng, càng làm nổi bật hàng mi khuôn mày thanh tú, môi hồng răng trắng, hai tròng mắt dưới hàng mi dài lại uyển chuyển có vẻ cổ xưa, mờ ẩn tỏa ra sự thanh lạnh, là tam tiểu thư lý vị ương cửu di nương cúi đầu nói từng lý vị ương mỉm cười cửu di nương hôm nay mẫu thân thiết yến vì di nương chính là xuất phát từ nỗi khổ tâm chỉ mong di nương có thể nhận ra khổ tâm của mẫu thân và đừng cô phụ cả người cửu di nương chấn động không dám tin nhìn lý vị ương tam tiểu thư là thứ xuất nhưng lại được bệ hạ tự mình sắc phong làm huyện chủ địa vị trong nhà liên tục được nâng cao thậm chí còn áp đảo cả vị đại tiểu thư quốc sắc thiên hương kia, nhưng mà quan hệ giữa tam tiểu thư cùng đại phu nhân càng lúc càng căng thẳng, bề ngoài có vẻ hòa thuận bình thường mà thực tế như nước với lửa, cửu di nương đã sớm nhận ra, phải cách xa hai đầu của tranh đấu này, không ngờ rằng, Lý Vị Ương đột nhiên nói một câu như vậy, rốt cuộc là có ý gì, Lý Vị? Ương thản nhiên nhìn khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc của cửu di nương, không giải thích cụ thể hơn, mà chậm rãi nói, sân khấu kịch đang êm đẹp sao bỗng dưng lại sụp đây nàng nói xong chậm rãi đi xuống khán đài cửu di nương nghe xong một câu như cảm thán này cả người lạnh lẽo như vết nứt trên mặt băng võ sinh minh kiệt bị thương toàn thân được đưa về gánh hát dưỡng thương đại phu vừa mới đi ra một đám người xa lạ lập tức vọt vào không nói lời thừa thải lục tung cả căn phòng tìm kiếm khắp ba thước xung quanh nhưng không tìm được thứ bọn họ muốn tìm rồi túm lấy minh kiệt không để ý đến sự ngăn cản của bầu gánh vội vàng trói người lại sau đó lập tức rời đi một canh giờ nữa trôi qua cửu di nương bị gọi đến viện của đại phu nhân đúng là mất hết gia phong chung quy chỉ là con hát cái gì xấu hổ cái gì liêm sĩ đều không biết làm ra loại chuyện không biết hổ thẹn này cửu di nương vừa vào phòng nghe xong những lời này sự hồng hào trên mặt bỗng chốc biến mất sạch sẽ nàng tự kìm nén sự sợ hãi trong lòng, vừa bước vào phòng đã phải lùi lại một bước, phu nhân. Đại phu nhân nâng mắt, nhìn nàng ta chầm chầm. Hai mắt cửu di nương bất giác đỏ lên, đột nhiên quỳ gối trước người đại phu nhân đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nức nở nói, phu nhân, nô tỳ không có, đại phu nhân hơi nâng khuôn cầm sắc nhọn tinh tế lên, bật cười rất nhẹ. Ngay sau đó, dịu dàng, thân thiết nói, cửu di nương làm sao vậy? Nô tỳ nô tỳ. Cửu di nương quỳ trên mặt đất, khuôn mặt không che giấu được sự kinh hoảng, trắng răng nhìn xuống nước mắt đang dâng lên. Trước mắt mọi chuyện đều liên quan đến tính mạng của mình. Nàng thấy lạnh toàn thân từ trong ra ngoài, run run. Ánh mắt đại phu nhân sắc bén như dao, sâu không thấy đáy, bình tĩnh nhìn chăm chú nàng thật lâu, sau đó mới khẽ nhếch môi, được rồi, không có chuyện gì, thì đứng lên đi lâm ma ma cười tiến lên nâng cửu di nương dậy nhưng nàng càng không hiểu được ý của đại phu nhân bắt đầu thấy sợ hãi đỏ mặt cúi đầu miếm môi bấn an vào khăn lụa ánh mắt long lanh động lòng người tròn xoe nhìn đại phu nhân tựa như giọt sương khẽ rung trên quả mận đào hay cho cái bộ dáng vô tội giống như đúc tiểu tiện nhân năm đó đại phu nhân không thể nhìn thêm gương mặt có bảy tám phần tương tự này nữa vất vả lắm mới áp chế được lửa giận cuồn cuộn trong lòng thân thiết cho nàng ta ngồi xuống cửu di nương cong lưng ngồi xuống mặc dù được ngồi xuống nhưng nàng không dám đặt toàn bộ sức nặng của mình lên ghế cả người vẫn hơi cong cong vừa rồi phu nhân nói gì thế cửu di nương lấy lại ý thức vò váy giọng nói phát run đại phu nhân mỉm cười ồ chuyện là như vậy vừa rồi lâm ma ma có nói với ta con hát kia tên là Minh Kiệt, thông dâm với tiểu thiếp trong nhà quý tộc nào đó, kết quả bị người ta bắt được trói lại lôi đi. Hả? Cửu Di Nương vốn đang chột dạ, nghe xong lời này, bỗng dưng bị nghẹn ở cổ họng không nói ra lời, vẻ mặt quẩn bách đến tận cùng, lệ vòng quanh mắt. Đại phu nhân như không phát hiện ra vẻ mặt sợ hãi của nàng ta, chỉ cười nói, hôm nay yến hội tổ chức cho ngươi, thật sự đáng tiếc, dù sao thế cũng tốt, một con hát dơ bẩn như vậy, nhà chúng ta thật sự không thể chấp nhận được. Cửu Di Nương, ngươi thấy có đúng không? Cửu Di Nương ngập ngừng, chỉ có thể lên tiếng trả lời, dạ. Đại phu nhân cười lạnh, vẫn chưa hỏi ngươi, nghe nói lúc trước ngươi gặp lão gia ở phủ thượng thư. Cửu Di Nương sửng sốt, nói, lúc trước nô tỳ từng biểu diễn ở các tường uyển, lúc đó có một người quyền quý muốn lấy nô tỳ làm thiếp, nô tỳ Tì không tình nguyện, Vừa hay lão gia đi ngang qua giải vây cho nô tỳ. Đại phu nhân vừa nghe đã thấy đoạn kiều diễm này tựa như anh hùng cứu mỹ nhân, rất phù hợp với tư tưởng phong hoa tuyết nguyệt. Càng thêm chán ghét, bà hơi nhướng mày, bỗng nhiên muốn cười nhạo đối phương, nhưng nhớ tới mình có chuyện quan trọng khác muốn nói với nàng ta, đành áp chế sự căm hận xuống. Cửu Di nương thấy sắc mặt bà biến đổi bất định, sợ tới mức không dám mở miệng. Đại phu nhân thản nhiên nói: sau đó ngươi gặp lại lão gia ở phủ thượng thư rồi cố ý quyến rũ tán tỉnh mê hoặc ông ấy để trèo lên cành cao có phải không hai gò má cửu di nương phím hồng quẩn bách vô cùng thật ra nàng chưa từng có tâm tư khác với lý tiêu nhiên chỉ có điều sau này sau này lý tiêu nhiên lại tặng cả trương vàng bạc lớn cho bầu gánh bầu gánh tốn hết sức lực mô tả chuyện gả cho thừa tướng sống sung sướng đến mức nào nàng không chịu bầu gánh dọa ngay cả Minh Kiệt cũng bị bán ra ngoài, nàng mới bị ép buộc phải gật đầu. Đại phu nhân thấy bộ dáng của nàng ta đã đoán được 8-9 phần, không chỉ có tia lửa bắn tung tóe trong mắt, mà bộ dáng thân thiết hòa ái miễn cưỡng giả bộ cũng biến mất không còn lại gì, cười lạnh điềm nhiên nói, lão gia đã tình thâm ý trọng với ngươi. Ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này? Đại phu nhân lớn tiếng trách mắng, mang vẻ mặt ngoan độc. Cửu di nương ngẩng mặt lên, bộ dáng không biết phải nói gì, phu nhân, nô tỳ không biết người đang nói gì. Ngươi khỏi cần phủ nhận, con hát kia đã ở trong tay ta. Tươi cười của đại phu nhân lạnh như băng trước giờ chưa từng thấy, răng nghiến chặt, gằn từng tiếng. Cửu di nương nghe đại phu nhân nói hung dữ ác liệt như thế, có chút hoảng loạn nhưng vẫn giữ được một tia tỉnh táo, biết bất luận thế nào cũng không được thừa nhận. Quả quyết nói, phu nhân, rốt cuộc người đang nói gì vậy? Nô tỳ không hiểu. Nếu muốn oan uổng nô tỳ, không bằng đến trước mặt lão gia nói rõ ràng. Đại phu nhân không để cho nàng ta nhiều lời, lớn tiếng ngắt lời, "Lão gia, ngươi với con hát kia đã sớm có gian tình, lại giả bộ cái gì cũng không biết, còn dám gả cho lão gia, nếu ngươi thật sự trong sạch, không ngại đi cùng ta đối chất trước mặt lão gia." Ngươi cũng biết ngươi hại lão gia mất bao nhiêu bạc, nếu lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến lão gia bị người trong thiên hạ nhạo báng. Đương nhiên, nhạo báng vẫn là nhẹ, nói không chừng còn làm cho người nào đó bụng dạ khó lường nhân cơ hội làm hại đến thanh danh lão gia. Điều này liên quan đến rất nhiều chuyện, chẳng lẽ ngươi đều không biết. Những lời này của đại phu nhân giống như một chuỗi tia chớp đánh thẳng về phía Cửu Di nương, làm nàng sợ ngây người, cứng đờ trên ghế không thể động đậy. Khuôn mặt trầm xuống như thủy triều, nháy mắt đã xanh mét gần như trong suốt. Đại phu nhân thấy nàng ngây người ngồi đó, biết lời nói của mình đã hữu dụng. Lạnh băng nói, ta tin ngươi là người thông minh, đã biết nên làm thế nào. Nếu ngươi có chút đầu óc, ngươi nên biết, ai mới có thể cứu ngươi. Ai mới có thể giúp ngươi. Từ nay về sau ngươi nên nghe lời ai. Cửu di nương hoàn toàn ngây dại. Lúc Lý Vị Ương đi qua hành lang, nhìn thấy cửu di nương đang ngồi bên bàn đá phủ đầy hoa rụng ngẩn người khuôn mặt như hoa như ngọc đang nhíu mày lại thật chặt nha đầu bên cạnh nhắc nhở cửu di nương huyện chủ đến cửu di nương vừa ngẩng đầu bỗng nhìn thấy lý vị ương trong nháy mắt lộ ra biểu cảm kinh sợ cuống quyết hành lễ bái kiến huyện chủ người đã gả cho cha ta thì là một phần tử trong nhà không cần đa lễ lý vị ương đánh giá vẻ mặt của nàng ta cửu di nương nghe xong chẳng những không vui vẻ mà trên mặt nhanh chóng dâng lên sự sợ hãi lý vị ương thấy sắc mặt nàng ta không tốt kỳ quái không nhịn được lại hỏi vừa rồi thấy di nương nhíu mày có phải có chuyện gì phiền lòng hay không 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 có cửu di nương hơi kinh hoảng chỉ là vừa rồi một trận gió thổi qua hoa rơi đầy đất trong lòng cảm thấy bi thương mà thôi Lý vị ương nhìn thấy trên mặt cửu di nương đầy sự u sầu, tỏa ra từ tận thâm tâm, tuyệt đối không phải đơn giản là thương xuân buồn thu. Cửu di nương nói xong thì nhìn chầm chầm vào mắt lý vị ương, sợ nàng ấy không tin. Thấy nàng ấy quả nhiên lộ ra vẻ mặt không tin, thì sắc mặt trở nên khó coi. Thật ra trong lòng nàng đang mang ngàn vạn u sầu, người tạo ra tất cả chính là đại phu nhân. Hôm nay những lời phu nhân nói khắc thật sâu quanh quẩn trong lòng nàng cho tới giờ nàng vẫn cảm thấy chi bằng tự mình trốn ra khỏi phủ. Nhưng nàng hiểu được sức mình căn bản không thể trốn thoát, bởi vậy trong lòng nàng từng khắc đều là sự mâu thuẫn, từng khắc là sự dày vò. Quan trọng hơn, hiện giờ Lý Tiêu Nhiên sủng ái nàng vô cùng, nhưng nàng vẫn không thể an tâm, nếu như có một ngày bị thất sủng, vậy kết cục không biết sẽ thê thảm đến mức nào. Lý Vị Ương nhìn sắc mặt cửu di nương rất khó coi, cười nhẹ lệnh cho bạch chỉ đi lấy bình trà, rót một ly trà nhỏ, đưa đến trước mặt cửu di nương, cười nói, di nương. Trà mới còn chưa được đưa đến, đây là trà trần từ năm trước, di nương uống tạm vậy. Cửu di nương nhấp một ngụm, trà gọi là uống tạm, so với trà thượng hạng thường ngày nàng uống còn ngon hơn vài phần. Nàng dè dặt nhìn thoáng qua Lý Vị Ương. Hiện giờ chi phí ăn mặc của Lý Vị Ương đều vượt xa mỗi người trong nhà này, một nữ nhi thứ xuất lại có thể sống thoải mái như vậy, khó trách đại phu nhân căm hận Lý Vị Ương, không bước đến chỗ chết thì không dừng tay. Cửu Di Nương nhớ lại lời nói sắc bén. Vẻ mặt nghiêm nghị của đại phu nhân lúc đó, đầu lại cúi thấp xuống, sau đó, nàng ngẩng đầu lên thật nhanh, huyện chủ, ta có chuyện cầu huyện chủ giúp đỡ. Lý Vị Ương nhìn nàng ta, nhớ mày, Di Nương có chuyện gì không ngại nói thẳng. Cửu Di Nương miễn cưỡng cười, nói, nơi này không tiện, có thể đổi sang chỗ khác được không? Lý vị ương mỉm cười, dứt khoát đáp, không cần, chuyện gì cũng không tránh được lời ra tiếng vào, ta tin cửu di nương không có chuyện gì xấu không muốn để người khác nghe thấy. Cửu di nương không ngờ nàng ta cự tuyệt nhanh như vậy, nhất thời không biết nói gì, một lúc lâu sau mới nói, mọi người đều nói huyện chủ tâm địa lương thiện, thích trợ giúp người khác, sao ngay cả một câu cũng không chịu nghe ta nói, Lý vị ương bật cười, cửu di nương này, tuy công phu vuốt mông ngựa, nịnh bợ, kém tứ di nương, nhưng lại học rất nhanh. Cửu di nương thấy Lý Vị Ương nở nụ cười, tưởng rằng nàng ta đã mềm lòng, vội vàng nói, ta thật sự có chuyện gấp muốn nhờ huyện chủ, nếu huyện chủ chịu giúp ta. Bảo ta làm trâu làm ngựa, muôn lần chết cũng không chối từ, Lý Vị Ương nhíu mày, cửu di nương cầm lấy tay nàng, huyện chủ, mạng người quan trọng. Huyện chủ không thể giúp ta một lần được sao? bản thân không phải người tùy tiện làm việc tốt. Lý Vị Ương đứng yên tại chỗ, nói, cửu di nương, lão phu nhân còn đang chờ ta, ta phải đi rồi. Cửu di nương bối rối, vội hỏi, huyện chủ xin dừng bước, ta nói ở đây vậy, ta muốn cầu xin huyện chủ thả ta đi. Lý Vị Ương ngạc nhiên trong chớp mắt, nói, di nương nói cái gì? Cửu di nương cắn răng một cái, nói, ta cầu xin huyện chủ thả ta đi vừa rồi nàng đã đi xa vài bước hiện giờ xung quanh ngoại trừ nha đầu của lý vị ương thì không còn người khác nghe thấy đối thoại của hai người nhưng lý vị ương vừa nghiêng đầu có thể nhìn thấy không ít nha đầu từ hành lang bên kia đang nối đuôi nhau đi qua cho dù các nàng ấy không nghe thấy nhưng mà nhìn thấy cửu di nương dây dưa chỗ này với nàng chuyện này là có ý gì lý vị ương không tức giận chỉ cười hiện giờ di nương là thiếp thất phụ thân sủng ái nhất Di Nương bảo ta thả Di Nương đi, Di Nương muốn đi đâu? Cửu Di Nương ngẩn ra, sau đó nói, nơi này tuy rằng xa hoa, nhưng hoàn cảnh phức tạp, cho dù ta được sủng ái, nhưng kéo dài được bao nhiêu năm. Còn không bằng tự ta đi ra ngoài sống. Lý vị ương trầm mặt, không nói một lời, xoay người đi ra ngoài. Cửu Di Nương đang nói chuyện rất say sưa, không biết vì sao nàng ấy đột nhiên trở mặt, vội vàng kéo tay áo nàng ấy, nói, huyện chủ. Ta chỉ cầu xin huyện chủ cứu ta một mạng, nếu ta còn ở lại chỗ này, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Lý vị ương lạnh lùng nhìn nàng ta, cửu di nương vội vàng nói, vừa rồi đại phu nhân gọi ta đến răng dậy, còn lôi ra chuyện cũ năm xưa, ta. Ta thật sự không thể chịu nổi. Lý vị ương dùng sức gạt tay nàng ta ra, giọng nói lạnh lùng, di nương muốn đi, vậy thì tự mình đến chỗ phụ thân hoặc mẫu thân nói rõ ràng là được, đừng đến cầu xin ta. Nói xong không đợi cửu di nương biện giải, nhanh chóng rời đi, không ngờ cửu di nương lại quỳ rạp xuống trước mặt Lý Vị Ương, ngang ngạnh nói, cứu một mạng người như xây bảy tầng tháp. Cầu xin huyện chủ phát thiện tâm, thả ta rời đi. Bằng không tương lai đại phu nhân bắt được nhược điểm của ta, nhất định sẽ đánh chết ta. Đột nhiên quỳ xuống ở chỗ này, người khác không biết sẽ nghĩ những gì, người tốt một chút cảm thấy Lý Vị Ương bắt nạt cửu di nương, người xấu thì trực tiếp nghi ngờ hai người có hành động gì đó đáng ngờ. Cửu di nương này thật sự đơn thuần không biết quy củ của hào môn quyền quý hay là cố ý để cho người khác nhìn thấy. Lý vị ương liếc mắt ra hiệu với bạch chỉ. Bạch chỉ cùng mặt trúc hiểu ý, hai người bước lên đỡ cửu di nương. Lý vị ương nói lạnh lùng, nếu di nương thích tự do, lúc trước không nên theo phụ thân về, đã trở thành thiếp thất, nên an phận thủ thường, hầu hạ phụ thân cho tốt. Cửu Di nương nước mắt ròng ròng, huyện chủ từ nhỏ lớn lên trong cẩm y ngọc thực, sống sung sướng, đầy đủ, đâu biết người như chúng ta gian khổ đến mức nào. Ta ban đầu ở Sương Châu, tuy không được đại phú đại quý, nhưng cũng là tiểu thư trong sạch, ai ngờ mẹ ruột chết bệnh. Kế mẫu vô đức, lừa cha bán ta cho gánh hát. Từ nhỏ ta đã đi theo gánh hát hát hí khúc, chịu không biết bao nhiêu khổ cực, lúc đó ta còn không thấy sợ, chỉ mong đến một ngày tiết kiệm đủ tiền bạc tự chuột thân chọn một nơi dừng chân rồi gây dựng chút sản nghiệp tìm người nào đó cùng sống qua ngày ai ngờ sau này bị thượng thư đại nhân nhìn trúng tặng ta cho lão gia ta vốn nghĩ rằng cho dù làm thiếp chỉ cần lão gia thương ta ta cũng có thể sống an lành qua ngày ai ngờ hôm nay đại phu nhân đột nhiên gọi ta đến buộc ta thừa nhận có cấu kết với người hát khí khúc kia còn uy hiếp ta nói mọi chuyện cho lão gia biết huyện chủ nếu bị bà ta bắt được nhược điểm, ta thật sự không còn đường sống. Lý vị ương trầm mặt không nói gì, như đang suy xét lời cửu di nương nói là thật hay là giả. Cửu di nương nhìn vẻ mặt của nàng, đoán rằng nàng đang do dự, vội hỏi, ta biết huyện chủ là người hảo tâm hiếm thấy trong nhà này, bằng không huyện chủ sẽ không chăm sóc tam thiếu gia không nơi nương tựa, hơn nữa, huyện chủ cũng không muốn nhìn đại phu nhân đắc ý có phải không? Cầu xin huyện chủ giúp ta lần này đi lý vị ương nghĩ thầm trợ giúp lý mẫn đức bởi vì lời hứa hẹn với tam phu nhân không phải là nàng có thiện tâm đời này nàng tuyệt đối không làm người có thiện tâm cửu di nương thấy nàng vẫn không nói gì cho rằng nàng không chịu hỗ trợ vội vàng nói huyện chủ ta sẽ không để người hỗ trợ không công đâu nếu huyện chủ có chuyện gì muốn ta làm ta tuyệt đối không chối từ lúc này cửu di nương đột nhiên nhìn thấy lâm ma ma xuất hiện trên đường nhỏ rải đá cuội đi về hướng này vội la lên huyện chủ ta coi như huyện chủ đã đáp ứng về sau lại nói chuyện tiếp nói xong chạy nhanh đi như gặp quỷ lý vị ương đâm chiêu nhìn cửu di nương rời đi bạch chỉ nhẹ giọng nói tiểu thư tiểu thư thấy lời nàng ta nói là thật hay là giả lý vị ương mỉm cười nói về thân phận có lẽ nàng ta không nói dối bạch chỉ đoán có phải đại phu nhân đã nhận ra cái gì cửu di nương sợ phiền phức nên mới khẩn cấp rời đi lý vị ương lắc đầu chuyện này ta không biết vừa rồi võ sinh ngã xuống khỏi sân khấu kịch chắc là người cửu di nương thương yêu trước khi vào phủ có lẽ đại phu nhân đã nhận ra điều gì đó nhưng không tìm thấy chứng cứ chứng minh muốn nhân cơ hội này để nghiệm chứng đến khi nhìn thấy sắc mặt cửu di nương đại biến phỏng chừng đã khẳng định cho nên mới gọi đối phương đến nói bóng nói gió một hồi nhìn bộ dáng cửu di nương có vẻ tạm thời không thừa nhận nhưng có khả năng nàng ta sợ quá mức cho nên mới đến cầu xin mình người ít khi nói chuyện với nàng ta cửu di nương hình như chắc chắn mình sẽ hỗ trợ có nghĩa nàng ấy nghĩ những chuyện khiến đại phu nhân ngột ngạt lý vị ương sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào trong nhà này có rất nhiều người biết nàng không hòa thuận với mẹ cả cửu di nương đến cầu xin mình cũng không phải chuyện gì kỳ quái chỉ có điều Lý vị ương lại cảm thấy tuy rằng tất cả mọi chuyện thoạt nhìn rất hợp tình hợp lý, mà vẫn có điểm kỳ quái không nói rõ được. Theo thủ đoạn của đại phu nhân, nếu mục đích không trúng đích thì chắc chắn sẽ không ra tay. Bà ta dễ dàng buông tha cho cửu di nương như vậy sao? Còn để nàng ta chạy đến chỗ mình cầu cứu? Lý vị ương càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ. Thấp giọng phân phó, hai ngày tới, lưu ý động tĩnh trong nhà cẩn thận một chút. Dạ bạch chỉ trả lời lý vị ương suy nghĩ nói với mặt trúc thu cúc trong phòng cửu di nương ngươi có quen không mặt trúc ngừng một lát nhỏ giọng nói trước kia đã từng nói chuyện cũng từng gặp mặt nhiều lần lý vị ương gật đầu bảo nàng ấy đưa lỗ tai lại gần nhẹ giọng nói mấy câu trên mặt mặt trúc lộ ra vẻ tươi cười nói dạ buổi tối mặt trúc lặng lẽ tìm cơ hội gọi thu cúc ra ngoài nói mấy ngày nay cửu di nương có chỗ nào kỳ lạ không? Trái tim thu cúc đập thình thịch, trên mặt cười nói, di nương nghỉ ngơi như bình thường, làm gì có chỗ nào kỳ lạ? Mặt trúc mỉm cười, kéo tay nàng ta ra, thả một thỏi bạc sáng bóng vào, thu cúc sửng sốt, lập tức nói, hôm nay từ trong phòng phu nhân đi ra di nương đã có điểm kỳ lạ, không biết phu nhân nói gì với di nương, mà buổi tối di nương toàn mơ thấy ác mộng. Mặt trúc trầm mặt không nói gì, sau đó ghé vào tai nàng ta nói vài câu, thúc cúc do dự, nói, nhưng ta là nha đầu của Di Nương. Thế này hình như không tốt lắm. Mặt trúc cười không nói gì, liếc mắt nhìn bạc trong tay thu cúc. Thu cúc vội vàng giấu bạc đi, trong lòng đấu tranh, yên lặng không nói gì. Mặt trúc cười, hứa hẹn, một thỏi vàng. Thu Cúc sửng sốt, sau đó nói, giám thị chủ tử, đây là chuyện đại bất kính. Mặt Trúc gật đầu, hai đỉnh vàng. Tiền tiêu hàng tháng của Thu Cúc chỉ tính bằng đồng, nguồn thu ngoài ý muốn này tương đối lớn, nghĩ thầm bất cứ giá nào cũng phải có được, gật đầu nói, được rồi, nhất cử nhất động của cửu di nương. Ta sẽ báo lại cho huyện chủ biết. Lý Vị Ương nằm trên ghế, trong tay cầm một quyển sách. Phơi nắng dưới ánh mặt trời thật thoải mái, nàng thiêu thiêu ngủ, đúng lúc này, một nha đầu lạ mặt đi từ bên ngoài vào, cao giọng nói, bạch chỉ tỷ tỷ, vừa rồi nô tỳ thấy ngoài cửa có một chậu hoa, không biết là ai đem tới tặng tiểu thư. Lý vị ương hơi nâng mắt lên, nhìn về phía nha đầu kia. Nàng nằm trong sân, giọng nha đầu kia không cao không thấp, vừa không quấy nhiễu đến nàng, nhưng cũng đủ để làm nàng chú ý, bạch chỉ vội vàng đi qua. Thấp giọng khiển trách, tiểu thư còn đang ở đây, ngươi có biết quy củ không hả? Tiểu nha đầu bộ dáng như làm sai chuyện, sợ hãi cúi đầu. Mặt trúc thấp giọng giải thích bên tai Lý Vị Ương, tiểu thư, đó là nha đầu quét tước ngoài viện. Quét tước ngoài viện? Sao lại chạy vào đây? Bờ môi Lý Vị Ương hiện lên một tia cười lạnh không dễ phát hiện, nếu thật sự không biết chậu hoa ai đưa đến, thì trực tiếp đem đi là được, tuyệt đối sẽ không tự mình đưa vào, xem ra, nha đầu kia nhất định biết chuyện gì đấy. Tiểu nha đầu vui vẻ cầm chậu hoa bước vào, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, đây là một chậu hoa hải đường. Lý vị ương tiện tay ngắt một đóa hải đường, đặt tại đầu mũi hít nhẹ, phát hiện đây không phải mùi hoa tầm thường, mà có hương thơm vô cùng đặc biệt. Nhìn kỹ, hải đường trước mắt là dùng tơ lụa tạo thành, lấy tơ vàng chỉ bạc theo nên, buộc lại thành cây. Trên mỗi đóa hoa cành lá đều dùng chỉ bạc khảm hạt châu thủy tinh, màu vàng nhạt hoặc xanh nhạt hay phấn hồng, ẩn giấu trong đóa hoa, không dễ phát hiện nhưng có thể làm cho đóa hoa như đang tỏa sáng. Lý vị ương nhẹ nhàng cầm bông hoa, khẽ đung đưa dưới ánh mặt trời. Đóa hoa như chiếu ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Bạch chỉ kinh ngạc nói, tiểu thư, thật sự quá đẹp. Đúng vậy, hải đường này thoạt nhìn so với hoa tươi còn đẹp hơn, hơn nữa trân quý vô cùng. Lý vị ương cười lạnh, trước mắt lập tức hiện ra một gương mặt anh tuấn sáng ngời, trên gương mặt kia có một đôi mắt tràn đầy giả tâm thác bạc chân cho đến lúc nhìn thấy chậu hoa này lý vị ương mới nghĩ tới thác bạc chân mà dụng ý tặng đồ của đối phương hiển nhiên muốn tỏ ý thân cận nam nhân này đúng là không chịu nổi sự tịch mịch cô đơn vừa tích cực biểu đạt tâm ý với lý trường nhạc vừa không buông tha mình rõ ràng muốn nhất cử lưỡng tiện một mũi tên trúng hai đích vừa có được binh quyền của tưởng gia vừa lợi dụng giá trị của mình đến mức tận cùng lý vị ương cười lạnh đúng lúc này đột nhiên lý mẫn đức đi vào viện hắn nhìn thấy lý vị ương đứng trước chậu hoa như đang đâm chiêu nở nụ cười sau đó lắc lắc tay áo một con chim nhỏ bay từ trong tay áo hắn ra bên tai lý vị ương bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông bạc len keng ngẩng đầu nhìn lại lý mẫn đức khẽ cười khuyết sáo một tiếng con chim kia lại xoay một vòng tự động đáp xuống tay hắn hắn đi lại đưa cho lý vị ương xem như hiến vật quý tặng cho tỷ lý vị ương đánh giá con chim nhỏ thật cẩn thận thấy thân hình nó bé nhỏ lông đẹp đẽ vừa nhìn đã biết phải mua với giá cao trên móng của nó còn buộc một, một cái chuông chung dùng bạc trắng thượng đẳng làm ra nơ hồng mảnh mai xuyên qua rất xứng đôi với cái đầu điểm vàng của con chim tiên diễm xinh đẹp đây là cái gì chắc không phải tặng con chim cho nàng nuôi đấy chứ nó an toàn hơn bích ti nhưng hiệu quả truyền tin tức còn đáng tin cậy hơn lý mẫn đức mỉm cười đôi mắt sáng lấp lánh trong suốt nhìn nàng ps bích ti là con rắn ấy trong lòng lý vị ương chấn động nó là tặng cho ta sao lý mẫn đức gật đầu lý vị ương buông mắt xuống nhìn con chim kia mỉm cười nói thật đáng yêu các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện mặt lý mẫn đức hơi đỏ lên sau đó nói, cảm ơn tỷ đã làm mì trường thọ cho ta. Sau chuyện đó, Lý Vị Ương đã tự tay làm một bát mì cho Lý Mẫn Đức, nàng không nuốt lời, đồng thời, nàng không nói với bất cứ ai chuyện xảy ra tối hôm đó, cũng không truy vấn rốt cuộc Lý Mẫn Đức có thân phận gì. Đúng rồi, còn có hai người. Lý Mẫn Đức quay đầu, nói với bên ngoài, hai người các ngươi đều tiến vào đi. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đi đến khoanh tay đứng hai bên sau lưng hắn. Tam tỷ, hai hài tử này là huynh muội từ bên ngoài lưu lạc đến. Hôm qua ta nhìn thấy hai người bọn họ sắp chết đói ở ven đường, nên mua bọn họ về, hóa ra họ từng làm xiết ở đầu đường, biết chút quyền cước công phu, từ hôm nay trở đi, để bọn họ đi theo tỷ. Lý vị ương nghe xong, cảm thấy giật mình. Ánh mắt dừng trên hai người bọn họ. Đôi huynh muội này thoạt nhìn 13-14 tuổi, trong đó nữ hài tử khuôn mặt xinh xắn, ngũ quan hòa hợp, mặc dù không tinh xảo, nhưng nhìn cảm thấy vừa đủ, không quá xinh đẹp làm người khác chú ý, cũng không đến mức không nhận ra giữa một đám người. Thiếu niên bên kia, mày rậm mắt sâu, anh khí bức người, rất cao lớn, tuổi nhỏ mà đã lộ ra vài phần quý phái. Nhìn thế nào, cũng thấy hai người kia không giống thiếu niên lưu lạc đầu đường. Lý Mẫn Đức nói, ca ca tên Triệu Nam, muội muội tên Triệu Nguyệt, rất thông minh hiểu chuyện, thường ngày Triệu Nam ở ngoài viện, lúc tỷ ra ngoài sẽ đi theo, còn mùi mùi ở lại trong viện, làm nha đầu bình thường hầu hạ tỷ, tỷ thấy có được không? Lý Vị Ương đánh giá hai người kia, thông thả lắc đầu. Lý Mẫn Đức nhíu mày, nhẹ giọng nói, tỷ không thích. Lý Vị Ương chớp mắt, nói, không phải không thích, mà người khác tặng người cho đệ, vì sao lại đem cho ta? Lý Mẫn Đức sửng sốt, mặt lập tức đỏ lên, hắn không ngờ, nhanh như vậy nàng đã nhìn thấu. Nhưng hắn không kinh hoảng chút nào, bởi vì hắn làm như vậy hoàn toàn xuất phát từ lo lắng cho sự an toàn của nàng, những người đó không dễ chọc, bên người tỉ hẳn nên phòng thân. Lý vị ương vẫn cự tuyệt, nếu ta cần, tất nhiên có thể đi tìm. Không, huynh muội này không phải người bình thường. Tỷ chắc chắn sẽ thích bọn họ. Hơn nữa, Bên người ta từ lâu đã an bài người rồi, tỷ không cần lo lắng cho ta, nhất định phải để bọn họ bên người. Nếu tỷ không cần, ta sẽ cho người tiễn bọn họ đi. Hai huynh muội liếc nhìn nhau, đồng thời quỳ rạp xuống đất, cầu xin huyện chủ cho chúng ta ở lại. Đi theo tỷ tỷ, phải gọi nàng là chủ tử. Lý Mẫn Đức đột nhiên nói, trong đôi mắt tối đen có những ngọn sóng cuồn cuộn, lại ẩn ẩn sự sắc bén. Dạ cầu xin chủ tử thu lưu chúng ta. Hai người đồng thanh nói. Lý Vị Ương nhìn tình hình, thấy sự kiên trì của Lý Mẫn Đức, thở dài, thôi, hai người muốn ở lại thì ở lại đi. Lý Mẫn Đức vất tay, để hai người lui xuống. Người áo xám kia thật ra là thuộc hạ của phụ thân sinh ra ta, tên là Khương Lôi. Lý Mẫn Đức đột nhiên nói. Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức nở nụ cười, ta còn tưởng rằng để không có ý định nói với ta. Nếu không vì ta, tỷ sẽ không bị tập kích như vậy, mà ta còn giấu giếm tỷ, thật xin lỗi. Lý Mẫn Đức nhẹ giọng nói, hiển nhiên là đang tự trách. Dung mạo hắn suốt chúng, tuy tuổi còn nhỏ, làn da trong suốt như bạch ngọc, khuôn mày thư lãng, trong người như ẩn chứa ánh sáng của nhật nguyệt, giống như được sinh ra để chiếu sáng đêm đen, mặc cho mọi sự khiển trách ức hiếp vẫn luôn tỏa sáng cho nên Lý Vị Ương khẽ xoa đầu hắn, không sao, không phải ta vẫn sống rất tốt đấy sao? Khương Lôi nói, nếu ta muốn tỷ được bình an, thì phải cách xa tỷ, khí huyết dâng lên, Lý Mẫn Đức bật thốt. Lý Vị Ương nhướng mày, trong mắt ấm áp, không nhịn được đưa tay xoa đầu hắn tiếp. Mắt Lý Mẫn Đức sáng ngời, nhưng chỉ một lát sau như nhớ ra điều gì đó, đầu nghiêng sang một bên, tay Lý Vị Ương rơi vào khoảng không, hạ xuống dưới hắn xấu hổ len lén liếc nhìn nàng, ta, ta, ta đã là người lớn. Lý vị ương bật cười, trong mắt nàng, hắn vẫn là một đứa trẻ, lại còn kêu gào mình đã trưởng thành. Làn da trắng nõn của Lý Mẫn Đức như bị tô son đỏ. Lý vị ương muốn cười, nhưng nghiêm túc nói, đúng rồi, Mẫn Đức đã là người lớn, cho nên đệ phải bảo vệ bản thân thật tốt, cũng có thể bảo vệ tỷ. Có phải không? Lý Mẫn Đức sửng sốt, lập tức ý thức được điều gì, ánh mắt ảm đạm xuống, Lý Vị Ương cũng không thúc giục hắn, cho đến khi hắn nghĩ thông suốt, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, ừm. Chương 76, chuyện của cửu di nương còn chưa kết thúc, lão phu nhân đột nhiên bị bệnh. Đại phu nhân chăm chỉ hầu hạ bên giường, bưng trà đổ nước, hỏi hang ân cần, cho dù lão phu nhân mặt lạnh nhìn bà, thì vẫn biểu hiện ra sự rộng lòng thỏa đáng, chăm chút đầy đủ, nhưng trong mắt mọi người lại mang theo ý vị khác đại phu nhân tự mình đi xem hạ nhân đun thuốc lão phu nhân gọi lý vị ương đến bên cạnh nói nó định diễn đến lúc nào đây lý vị ương cười tâm lão phu nhân phóng khoáng có lẽ mẫu thân thấy đại ca đại tỷ đều trưởng thành hết rồi cho nên mở rộng lòng không muốn căng thẳng với lão phu nhân nữa từ sau chuyện vu cổ lão phu nhân đã hiểu rõ ràng con dâu lớn ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng đã hận mình thấu xương, thường ngày tuy vẫn cười mỉm, sau lưng lại nguyền rủa mình chết sớm một chút, hiện giờ nó ân cần chăm chút như vậy, làm người khác không rét mà run. Nghe Lý Vị Ương nói, cẩn thận nghĩ lại, bà đáp, ta thật tâm yêu thương hai hài tử kia, đáng tiếc chúng nó đều không tốt. Mẫn phong thì thôi, tương lai dần dần dậy lại, rồi cưới một nàng dâu hiền. Nhưng trường nhạc thì thật sự không thể nói nổi thường ngày nó bắt bẻ, bảo ta làm khó dễ con bé, mà không ngẫm lại trường nhạc đã làm những chuyện gì, nếu không có ta nỗ lực che giấu giúp nó, chuyện xấu đã sớm lan ra ngoài rồi. Lão phu nhân nói được mấy câu, ho khan thật mạnh hai tiếng. Lý vị ương vội vàng bước lên xoa xoa lưng bà, không hoang mang nói, mẫu thân chỉ vì sốt ruột mà thôi, năm nay đại tỷ đã 15, vừa đủ tuổi làm mai. Tương lai nếu muốn bước vào hoàng gia, không thiếu được sự giúp đỡ của lão phu nhân. Lý Trường Nhạc đã nháo loạn ra những chuyện như vậy, thanh danh không còn tốt nữa, theo ý của lão phu nhân, tìm nhà quan lại phổ thông gã đi, có thanh danh phủ thừa tướng, sẽ không ai dám từ chối nàng ta, về sau được sống an lành. Nhưng hai mẹ con này cố tình muốn leo lên hoàng gia Phú quý lý gia đã đầy đủ Cần gì phải thấy người sang bắt quàng làm họ Không cẩn thận thành ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo Mẹ con này đúng là không có tầm nhìn, kiến thức hạn hẹp. Trong lòng lão phu nhân khó chịu, nói với La Ma Ma, lát nữa ngươi tìm cách đuổi nó đi. Ta không muốn nhìn thấy nó. La Ma Ma cười đáp lời, lão phu nhân, xin ngài bớt giận, lát nữa lão gia còn đến thăm ngài. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, lý gia chúng ta thật không biết đã phạm phải tai ương gì đây, hay hồng nhan hỏa thủy, gần đây chỉ cần dính dáng đến nha đầu kia chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra bỗng nhiên bà ngừng nói hơi ngượng ngùng nhìn lý vị ương ừm ta nói linh tinh nhất định con cũng cảm thấy phiền thôi ta không nên lải nhải với một đứa trẻ như con lý vị ương cầm lấy chén cháo trong khay gỗ tinh xảo mỉm cười nói không quan trọng chỉ cần lão phu nhân muốn nói con sẽ ngoan ngoãn nghe trong lòng lão phu nhân có chuyện gì phiền lòng cứ nói hết với con giống như tổng vệ sinh vậy lão phu nhân nói xong tâm tình sẽ tốt hơn cả người thấy thoải mái lão phu nhân vì cười nếu đơn giản như vậy thì ta đã khỏe lâu rồi ngẫm lại bà bắt đầu cảm khái ta tuổi lớn như vậy trải qua không ít sóng gió nhưng chuyện liên quan đến con cháu lại cảm thấy lực bất tòng tâm a da lý vị ương khẽ thổi cháu lời nói dè dặt lão phu nhân địa vị của người trong nhà cao nhất là nhân vật quan trọng nhất chuyện gì cũng không quan trọng hơn sức khỏe của người chỉ cần người giữ sức khỏe thân thể vững vàng tất nhiên phúc khí sẽ đến được con cháu giống như được sao phúc tinh chiếu xuống vậy thì cần gì phải suy nghĩ nhiều đây lòng lão phu nhân vui vẻ như nở hoa nhìn lý vị ương nở nụ cười xem miệng của con kìa đúng là ngọt như mật người lớn tuổi phải dỗ dành lúc trước thái hậu còn như vậy huống chi lão phu nhân lý gia lý vị ương đưa bát canh cho lão phu nhân cười dỗ dành nói nói đến ngọt miệng con còn kém xa bát canh táo đỏ quế hoa này người mau nếm thử xem canh quả nhiên ngon miệng hương vị thơm ngọt lão phu nhân vừa ăn vừa cười lúc này rèm được vén lên lý tiêu nhiên đi đến lý vị ương vội vàng đứng lên hành lễ với ông lý tiêu nhiên gật đầu sau đó nói với lão phu nhân lão phu nhân đã thấy đỡ hơn chưa nàng dâu của ngươi bớt đứng trước mặt làm ghê tởm ta, thì đỡ hơn nhiều. Lão phu nhân trầm mặt, lập tức đặt bát xuống, sau đó bà chợt nhớ tới Lý Vị Ương còn ở đây. Ngượng ngùng nói nốt, rồi ho một tiếng, không nói nữa. Tuy Lý Tiêu Nhiên khó xử, trong lòng ghét đại phu nhân thêm vài phần, nhưng không lộ ra ngoài, mỉm cười nói, lão phu nhân cứ chuyên tâm dưỡng bệnh, những chuyện khác đều đã có con. Lão phu nhân thở dài, cuối cùng không nói gì nữa, đúng lúc này, đại phu nhân tự mình bưng chén thuốc vào, khuôn mặt hòa thuận, cẩn thận đưa đến cạnh giường lão phu nhân, La Ma Ma biết lão phu nhân không muốn gặp bà ta, nhanh tay nhận lấy, nói, không dám làm phiền phu nhân. Thân là con dâu, chăm sóc lão phu nhân là điều đương nhiên. Đại phu nhân mỉm cười, sau đó nhìn Lý Tiêu Nhiên nói, lão gia, ngài đã về. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên bình tĩnh, không nhìn ra mừng giận, phu nhân vất vả rồi. Đại phu nhân cười nói, đây là điều thiếp nên làm, lão gia đừng khách khí như vậy. Hai vợ chồng này thoạt nhìn như luôn yêu thương nhau, mà Lý Vị Ương biết, đã hơn hai tháng nay Lý Tiêu Nhiên không bước vào phòng đại phu nhân một bước, trong hào môn quý tộc, lão gia có thể có tam thê tứ thiếp, mỹ nữ thành đàn. Nhưng tuyệt đối không thể 10 ngày nửa tháng không vào phòng chính thê, điều này tương đương với sự không tôn trọng mười năm qua cứ mỗi tháng lý tiêu nhiên sẽ đến phòng đại phu nhân năm sáu ngày hiện giờ quy củ này đã thay đổi bề ngoài không nhận ra điều gì nhưng trên thực tế là một tín hiệu rất nguy hiểm lý vị ương buông xuống hàng mi thật dài như thể không biết gì hết đại phu nhân nói tiếp lão gia ngày mai thiếp muốn đến phổ tế tự thỉnh nguyện cho lão phu nhân định dẫn các nữ nhi đi theo cho thư thả đầu óc lý vị ương nâng mắt liếc mắt nhìn đại phu nhân thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra được điều gì thỉnh nguyện cho lão phu nhân tất nhiên là cầu phúc cho bà lời nói của đại phu nhân rất hợp tình hợp lý lý tiêu nhiên không có lý do gì để ngăn cản bà định dẫn ai đi cùng đại phu nhân nở nụ cười trường nhạc vị ương hai tỷ muội thường hỉ nếu nhị phu nhân nguyện ý đi theo thì cũng dẫn muội ấy đi tuy phổ tế tự không xa nhưng người nhiều dễ chăm sóc cho nhau trước nay nữ tử trong hào môn quý tộc tuy không đến mức bị giam cầm không cho ra khỏi cửa nhưng cơ hội được ra ngoài rất ít cơ hội để các nàng có thể xuất đầu lộ diện cũng có hạn câu nói cửa lớn không ra cửa sau không lại tuy không thể hiện được đầy đủ thực tế nhưng cũng không khác là bao chỉ có đi chùa dân hương là ngoại lệ không chỉ quan minh chính đại mà còn là thường lệ cho nên đại phu nhân dẫn các nữ nhi trong nhà đi không có gì kỳ quái nhưng lý vị ương vẫn cảm thấy có gì đó là lạ nói không rõ được nếu đại phu nhân muốn mượn cơ hội này để ra ngoài giải sầu dẫn theo lý trường nhạc là được rồi sao đột nhiên hảo tâm như vậy ngay cả mình cũng dẫn theo bà ta không sợ bị mình làm cho ngột ngạt sao hay là trong chuyện này bà ta còn có mục đích khác không không đúng phổ tế tự là viện hương khói do tiền triều xây dựng sau này bị hoang phế bỏ bê hiện giờ hoàng đế đã tu kiến lại. Từ lúc tu kiến đến nay, hương khói nghi ngút không ngừng. Không nói đến văn nhân nhà thơ, lữ khách thương nhân, sĩ tử dự thi học tập bên ngoài đến đó, mà ngay cả thân thích hoàng tộc, quan to quý nhân, cũng đến thắp hương bái Phật. Nếu đại phu nhân muốn làm gì, cũng không thể động ta động chân trước mặt bao nhiêu người. Chẳng lẽ, bà ta thật sự thuận miệng nói, hay là đột nhiên bộc phát lương tâm, quyết định đối xử tốt hơn với mình, Lý Vị Ương nghĩ đến đây, ngay cả bản thân cũng cảm thấy vớ vẩn. Chó không đổi được thói ăn phân, đại phu nhân tuyệt đối không có tâm tư gì tốt, nghĩ đến đây, nàng mỉm cười nói, mẫu thân, bên người lão phu nhân nên có người chăm sóc, để con ở lại đi. Đại phu nhân liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, lại cười nói, đúng là đứa nhỏ hiếu thuận, thế cũng được. Không nhất quyết bắt nàng đi lý vị ương hơi ngạc nhiên nếu đại phu nhân thật sự định làm gì trên đường đi thì phải nhất quyết dẫn nàng đi cùng mới đúng lý tiêu nhiên nghe xong lại cảm thấy không ổn nếu nữ quyến lý gia đi dân hương chỉ thiếu mỗi lý vị ương người khác sẽ nghĩ thế nào chẳng phải càng xác định tội danh khắc nghiệt với thứ nữ tổn hại đến danh dự nhà mình sao ông nghĩ ngợi nói lão phu nhân đã có người chăm sóc vị ương con cũng đi theo mẫu thân giải sầu đi. Lý vị ương thấp giọng nói, dạ. Đại phu nhân mỉm cười, che lại sự đắc ý bên bờ môi. Lý gia tất nhiên sẽ không để một mình Lý vị ương ở lại, như vậy truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe. Lão phu nhân nhàn nhạt nhìn bọn họ, nói, phái thêm nhiều người đi cùng, đừng để xảy ra chuyện gì. Dạ, phổ tế tự hương khói nghi ngút, rất nhiều nữ quyến đến dân hương, con sẽ phái nhiều thị vệ đi theo phòng tránh sự quấy nhiễu lão phu nhân cứ yên tâm lão phu nhân gật đầu không nói gì nữa đến buổi tối lý vị ương nghe nói nhị phu nhân cự tuyệt đi cùng nói muốn về nhà mẹ đẻ vấn an phụ mẫu sau đó tứ di nương lo lắng chạy đến chỗ đại phu nhân yêu cầu đi theo tất nhiên là được đáp ứng tứ di nương cũng đi lý tiêu nhiên đương nhiên thấy không thể bạc đãi cửu di nương mỹ mạo như hoa để nàng cũng đi theo chỉ có lục di nương vài ngày trước bị phong hàn thất di nương không được sủng cho nên hai người không thể đồng hành trước khi xuất phát biểu hiện của cửu di nương rất an phận thủ thường không nhắc lại chuyện kia với lý vị ương mà cứ rảnh rỗi là chạy đến viện của thất di nương ngồi đôi lúc còn cố ý chế tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp lý vị ương mỗi lần đều gặp trước mặt người khác Lý vị ương thản nhiên không có biểu hiện gì, nhưng vẫn ngầm để thu cúc theo dõi động tĩnh của cửu di nương. Đến ngày 15, trước cửa phủ thừa tướng xe ngựa xếp thành hàng dài, người đứng đông đúc. Đám hạ nhân chuẩn bị đồ đạc cho các chủ tử đi thỉnh nguyện, bận rộn đến người ngã ngựa đổ. Trời còn chưa sáng, đã sắp xếp chuẩn bị xong xuôi. Không bao lâu sau, đại phu nhân đi ra, cùng với Lý Trường Nhạc ngồi trên chiếc xe khảm châu ngọc màu xanh, Lý Vị Ương, Lý Thường Hỷ, Lý Thường Tiếu ba người ngồi xe ngựa sơn màu son đỏ. Phía sau tứ di nương, cửu di nương ngồi xe đơn giản có cửa sổ bằng giấy dầu, đám nha đầu, ma ma lên ngồi cùng xe hoặc đi bộ phía sau, đoàn xe chiếm hẳn một đường phố, mọi người trông thấy từ xa, đều kinh ngạc, đây là xe ngựa nhà ai, thật khí phái. Là phu nhân Lý Thừa Tướng dẫn các tiểu thư đi dân hương đấy. Hả? Tiểu thư, chẳng phải có thể nhìn thấy đại tiểu thư quốc sắc thiên hương kia sao quốc sắc thiên hương cái gì là cái đại họa thì có lần trước nàng ta nghĩ ra chủ ý ngu ngốc hại nạn dân bạo loạn đúng là đồ tai họa đúng đó bọn họ định đi đâu nhìn phương hướng chắc là đến phổ tế tự trong đám người có hai thám tử nghe mọi người nghị luận xong quan sát hướng xe ngựa đi sau đó biến mất trong rất nhanh vội vàng báo tin cho chủ tử trong xe ngựa, Lý Thường Hỷ mắt lạnh nhìn chầm chầm Lý Vị Ương. Không nói gì. Lý Thường Tiếu lại là người đầu tiên mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, tam tỷ đã nhiều ngày không gặp. Tuy sống trong cùng một nhà, nhưng Lý Thường Hỷ có khúc mắt với Lý Vị Ương, hại Lý Thường Tiếu không dám thân cận nhiều với Lý Vị Ương, trong lòng nàng. Thật ra rất thích tam tỷ bề ngoài nhỏ nhắn mà nội tâm vô cùng kiên cường này. Trên đời này có một quy luật, con người thường ghét những điểm người khác giống mình, mà lại thích những thứ mà bản thân không có. Vì tính tình lý thường tiếu yếu đuối. Chỉ biết chịu sự ức hiếp của người khác, mà Lý Vị Ương lại cứng cỏi, cường ngạnh, cho nên Lý Thường Tiếu rất hâm mộ Lý Vị Ương, tính khí đại phu nhân như vậy. Chỉ có mỗi Lý Vị Ương dám ngán chân đại phu nhân, còn có thể sống êm đẹp đến lúc này, nàng không bội phục không được. Đúng vậy, thường ngày tứ muội muội luôn ở trong viện theo thùa, về sau có rảnh không ngại đến viện ta chơi lý vị ương mỉm cười nói lý thường hỉ cười lạnh một tiếng thôi đi chúng ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy ý tứ của nàng rất rõ ràng sau này lúc đại phu nhân xử lý lý vị ương các nàng không muốn bị hiểu lầm là đồng đảng của lý vị ương lý vị ương bật cười liên lụy hay không liên lụy ta không biết nếu không phải lần trước bỏ sức ra giúp tứ di nương Ngũ muội muội đã bị gã đến phủ Vinh Quốc công rồi, ta cứ tưởng rằng Ngũ muội sẽ cảm kích mẹ muội cùng ta, thấy Ngũ muội nói như vậy, rõ ràng là không cảm kích, chẳng lẽ thật sự nhìn trúng Trình Lâm kia sao? Sắc mặt Lý Thường Hỉ trắng nhợt, lần trước sau khi trở về nàng đã hỏi rõ ràng. Biết được rốt cuộc vì sao Tứ Di nương diễn trò thiết kế vụ nhau thai kia, mạo hiểm đắc tội đại phu nhân để giúp Lý Vị Ương, nói đến cùng chỉ là hai bên hỗ trợ cùng có lợi mà thôi, quan trọng nhất, mình miễn được vận mệnh phải gả cho tên ăn chơi trác tán. Nhưng thế thì sao? Hiện giờ tướng mạo bản thân đã thành cái dạng này. Cho dù phụ thân đồng ý không tùy tiện đưa mình đi lập gia đình, nhưng các hào môn thế gia nghĩ về mình như thế nào? Nghĩ đến đây, trong cổ họng nàng như bị tắt nghẽn bởi bông, một câu cũng không nói ra được. Lý vị ương làm sao không biết nàng ta đang nghĩ gì, nhưng không nói gì hết. Có một số người, vĩnh viễn vẫn hồ đồ như vậy, cho dù mình nói nhiều hơn nữa, nàng ta cũng chỉ coi như gió thoảng qua tai mà thôi. Lý Thường Tiếu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lý Vị Ương, tò mò hỏi một câu mình luôn muốn hỏi nhưng chưa có cơ hội, nghe nói lần trước là thất điện hạ cứu tỷ tỷ. Lý Vị Ương cười nói, đúng là như thế. Lý Thường Hỉ nâng mắt, trong mắt rõ ràng có sự ghen ghét. Nàng thật sự không rõ, vì sao Lý Vị Ương có vận khí tốt như vậy. Lý Thường Tiếu gật đầu nói, nghe nói Vĩnh Ninh công chúa Điện Hạ thấy tỷ tỷ bị kinh hoảng, chẳng những giữ tỷ lại một đêm, còn đặc biệt phái người đưa tỷ trở về, sau đó đưa tới nhiều lễ vật an ủi, tỷ tỷ coi như nhân họa đắc phúc. Người ta thường nói, đại nạn không chết, tất sẽ có hậu phúc, tương lai vận mệnh của tỷ nhất định sẽ rất tốt. Lý thường hỉ hừ một tiếng, nói, mệnh lớn cái gì? Tứ tỷ không thấy nghi ngờ sao, đâu ra nhiều vận khí tốt thế để tiêu xài, nói không chừng là có người trời sinh mang yêu thuật. Lý vị ương nở nụ cười, khuôn mặt điềm tĩnh như nước, trong sự ấm áp có ẩn hiện mũi nhọn, ngủ muội muội, ta thật sự thấy bội phục muội, ta đã có yêu thuật, muội còn gấp gáp đến treo chọc, đúng là không sợ chết. Lý thường hỉ tức nghẹn, nói trắng ra, nếu ngươi không có yêu thuật, sao có thể lừa thất hoàng tử chạy đến cứu ngươi? Lý thường tiếu vội quát lớn, đừng có nói bậy. Lý Vị Ương không hề để trong lòng, chỉ mỉm cười thản nhiên nói, chuyện này sao, muội muội phải đến hỏi thất điện hạ rồi. Sau đó, nàng nhắm mắt lại dưỡng thần, bất luận Lý Thường Hỷ khiêu khích thế nào, cũng không đấu võ mồm với nàng ta nữa. Phương trượng hiện giờ của phổ tế tự, đã hơn 80 tuổi, lúc chưa xuất gia, từng là văn sĩ uyên bác, đầy bụng kinh luân, tài hoa hơn người, nhưng trải qua nhiều bước ngoặt, khó khăn trong cuộc sống, cuối cùng nhìn rõ hồng trần, xuống tóc xuất gia. Hiện tại chủ trì bản tự, một lòng hướng Phật, trở thành cao tăng đức cao vọng trọng. Biết phủ thừa tướng đến lễ Phật, lão phương trượng dẫn chư tăng. Tự mình ra ngoài cửa nghênh đón, đại phu nhân xuống xe ngựa, được nha đầu nâng, dương mắt nhìn về phía cửa tự, thấy phương trượng mặc áo cà sa đỏ thẩm theo kim tuyến, dẫn đầu tăng nhân đứng trước cửa, như vậy, tương đối phô trương, làm dân chúng xung quanh phổ tế tự đến vây xem phương trượng thấy đại phu nhân đi tới bước lên một bước hai tay tạo thành chữ thập cúi đầu nói a di đà phật phu nhân thừa tướng giá lâm sơn tự vô cùng vinh hạnh lão tụ nên đón chậm trễ mong phu nhân thứ tội đại phu nhân vội vàng đáp lễ nói tội lỗi tội lỗi đại sư là cao tăng đã đắc đạo sao dám để ngài ra nên đón thật sự ngượng ngùng không dám nhận phương trượng nói phu nhân đi đường vất vả, mời vào tự dùng trà. Đại phu nhân gật đầu, phân phó nói, mời các tiểu thư phía sau xuống xe. Đám nha hoàng lập tức vâng lời, đặt bệ xuống bên xe, đứng chờ bên ngoài. Lý trường nhạc che mặt bằng lộ xa, xuống xe trước tiên, gót xe nhẹ nhàng, eo nhỏ đung đưa, thước tha bước đi. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong lòng hoài nghi phải chăng tiên nữ bước xuống đài sen đến đây cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh. Tuy không nhìn được chân diện mục của tiểu thư, nhưng chỉ qua trang phục, qua dáng người, cũng làm mọi người phải thổn thức. Vốn tưởng rằng lý gia chỉ có vị tiểu thư này, ai ngờ từ chiếc xe ngựa phía sau, lại có ba cô nương đeo khăn che mặt, thân hình yểu điệu bước xuống, nhất thời gây chấn động, tranh nhau chiêm ngưỡng phong thái thiên kim phủ thừa tướng, trong đó không thiếu các công tử phóng khoáng của hào môn quý tộc, đặc biệt chạy tới xem thứ hiếm lạ chỉ tiếc trên mặt các tiểu thư đều đeo khăn lụa, lụa mỏng lay động, chỉ biết đều là mỹ nhân, mà không biết rốt cuộc có bộ dáng gì. đi thẳng vào chùa miếu, ngăn cách khỏi sự ồn ào náo động bên ngoài. phương trưởng nói, đã chuẩn bị một viện cho phu nhân và các tiểu thư, phòng ốc khá rộng, địa thế u tỉnh cách xa tường vây của tiểu tự, tuyệt đối không có người đến quấy rầy. đại phu nhân mỉm cười nói, đã phiền đại sư lo nghĩ lần này đi thỉnh nguyện, phải ngây ngốc ở phổ tế tự ba ngày, cho nên Lý Tiêu Nhiên phái rất nhiều thị vệ, vây quanh viện các nữ quyến ở. Bảo đảm an toàn cho mọi người. Thực tế là đã quá lo lắng, bởi vì phổ tế tự, mỗi khi có nữ quyến quyền quý đến dân hương đều phong tỏa tự, người bình thường không vào được, căn bản không bị quấy rầy. Đại phu nhân muốn đến thiện phòng niệm kinh trước, phân phó những người khác về viện nghỉ ngơi. Lý Trường Nhạc cười nhìn Lý Vị Ương, tam muội, chúng ta đi xem viện thôi. Lý Vị Ương rất bội phục vị đại tỷ này, hiện giờ còn có thể mang vẻ mặt ôn hòa, dù sao, điều này cũng thể hiện nàng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn trước mặt kẻ địch. Nàng cười gật đầu, nói, đại tỷ mời đi trước. Nhìn vẻ tươi cười trên mặt hai người, Lý Thường Hỷ chỉ cảm thấy khí lạnh thổi qua người, nhanh chóng kéo Lý Thường Tiếu đi. Viện đó tọa lạc phía sau tàn kinh cát, ở phía bắc nhìn về hướng nam, xung quanh có tường gạch cao một trượng vây quanh, hoàn toàn ngăn cách cồn ào náo loạn bên ngoài. Bên ngoài viện là một toàn hoa viên lớn, bốn phía đều có hành lang gỗ. Hoa cỏ sung xuê, đá tảng núi giả, đường mòn quanh co tĩnh lặng, đủ để tu tâm dưỡng tính. Lâm ma ma đang phân phó đám nha đầu chuyển hành lý của các tiểu thư vào. Trong viện rất náo nhiệt. Thấy các tiểu thư đi vào, lâm ma ma nhanh chóng chạy lại hành lễ, Đại tiểu thư, viện này có một gian chính ốc, bốn gian sương phòng, còn bảy tám gian phòng bên. Người xem, chích ốc tất nhiên để phu nhân ở, bốn gian sương phòng, đại tiểu thư ở một gian, tam tiểu thư một gian, đành để tứ tiểu thư ngủ tiểu thư chịu khổ ở một phòng, tứ di nương cùng cửu di nương một phòng. Nói xong, bà liếc mắt nhìn tứ di nương. Tứ di nương cười nói, thế có gì là khổ, ra khỏi nhà ở bên ngoài không nên làm phiền phương trượng vì chút chuyện nhỏ này. Trên mặt cửu di nương bình tĩnh, không dị nghị gì cả. Lý vị ương nâng mắt nhìn lên, toàn viện này chỉ dùng để cho khách quý đến chùa miếu lễ Phật ở, mỗi ngày lão phương trượng cho người quét dọn, cho nên hiện giờ xem ra, rất sạch sẽ lịch sự tao nhã. Sân viện có một đường đi được ghép bằng những miếng đá vụn nhiều màu. Trước đại sảnh có hai cây cổ thụ cao ngất, sinh cơ dạt dào. Đối diện là gian chính ốc, từ ngoài cửa đã có thể thấy một hương án đối diện với cửa ra vào, chính giữa hương án đặt một bức quan âm mặt đồ trắng. Bên cạnh đặt lô hương bằng gỗ tử đàn, hai bên là đế đồng cắm nến, một bình hoa, bên trong đặt phất trần màu bạch ngọc, phía trước bàn án trải thảm dày màu hồng, bên trên có bồ đoàn, đái khái là chuẩn bị cho khách lễ Phật ở lại. Đám nha đầu đang đi ra đi vào sắp xếp đồ đạc, Lý Trường Nhạc cười nói, ta vào phòng trước chư vị cứ tự nhiên. Nói xong, nàng ta chọn gian phòng tốt nhất nhìn về phía mặt trời vào ở, Lý Thường hỉ hừ lạnh một tiếng, nói, tứ tỷ, chúng ta đến ở gian kia. Nói xong, không đợi Lý Vị Ương phản ứng. Lôi kéo Lý Thường Tiếu chọn lựa gian phòng khác. Tứ Di Nương cười, chỉ còn lại hai gian, một nam một bắc, huyện chủ chọn trước đi. Lý Vị Ương liếc nhìn cửu Di Nương luôn yên lặng không nói gì, thoải mái nói, hai vị di nương chọn đi, phòng còn lại để cho ta là được rồi. Nói xong, nàng nói với nha đầu, mặt trúc ngươi chờ các di nương chọn xong thì đi thu dọn phòng, bạch chỉ, ngươi theo ta đi dạo xung quanh. Lý vị ương dẫn bạch chỉ ra khỏi viện mọi người đang bận rộn, bạch chỉ không phục nói, tiểu thư. Phòng tốt nhất đều bị bọn họ lấy hết rồi. Lý vị ương bật cười, phòng nào chẳng giống nhau, căn bản không có hư hại gì, cần gì phải để ý đến tiểu tiết. Đến bây giờ, nàng còn chưa biết, đại phu nhân đi lễ Phật, rốt cuộc có mục đích gì, cho nên, nàng không có tâm tư dây dưa mấy chuyện này với những người lòng dạ hẹp hòi kia. Lý vị ương tiện tay tháo khăn che mặt xuống, nàng không trang điểm xinh đẹp như những người khác, mà chỉ trang điểm sơ qua như khi ở nhà, mái tóc đen búi lên, ngọc trâm phỉ thúy xuyên qua. Son hồng má hồng, mày nga mi nhẹ nhàng, mặc váy áo màu xanh nhạt, càng mang vẻ thanh tú tao nhã đạm mạc như cúc các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện nàng vừa hồi tưởng lại các sự kiện một lần vừa bước ra khỏi viện đi dọc theo đường đá quanh co thấy xuân ý dạt dào hoa nở rực rỡ từng cánh hoa phiêu đẳng rơi xuống mặt đất đúng là cảnh đẹp nói không nên lời đúng lúc này bạch chỉ nói tiểu thư nha đầu kia cũng đi theo lý vị ương nhìn lại thấy Triệu Nguyệt mặc quần áo nha đầu phổ thông, đứng cách đó không xa, bộ dạng buông mắt phục tùng. Lý Vị Ương cười, nha đầu này, đúng là khá thú vị, Lý Mẫn Đức bảo nàng ta chăm sóc mình, nàng ta liền một tấc cũng không rời đi, mỗi ngày đều ngồi trong viện nhìn chằm chằm, chỉ sợ mình có gì sơ suất. Lý Vị Ương đã từng cố ý lệnh cho nàng ấy bưng trà, nhưng nhìn thấy bàn tay nàng ấy đầy vết chai, rõ ràng, nha đầu kia chuyên dùng đao kiếm, chỉ có điều, không biết võ công cao bao nhiêu. Lý Vị Ương vừa định tìm cơ hội thử công phu nha đầu kia, đột nhiên nghe thấy Triệu Nguyệt quát lớn một tiếng, người nào? Vừa dứt lời, trong khoảnh khắc chớp mắt, Triệu Nguyệt đã rút nhuyễn kiếm, kiếm mềm dẻo, có thể uống cong, bên hông. Thường ngày nhuyễn kiếm đều cuốn trên eo, hoặc nhìn không khác gì đai lưng, hiện giờ rút ra, tia sáng sắc bén. Không đợi Lý Vị Ương phân phó, nàng ấy đã phi thẳng đến chỗ người đó thanh niên từ trong rừng đi ra hiển nhiên không ngờ nha đầu này biết võ công nhưng động tác của hắn cũng cực kỳ nhanh dùng quạt xếp khẽ chuyển tránh được kiếm thế vạn phần sắc bén bạch chỉ khẽ hô một tiếng lý vị ương lại đưa tay ra ý bảo đừng lên tiếng vừa hay nhân cơ hội này xem công phu của triệu nguyệt như thế nào lý vị ương nhìn từ xa thấy ánh kiếm như múa tiếng xé gió vung vút triệu nguyệt đâm ra bảy kiếm liên tiếp Bảy kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn, đâm tới các bộ vị khác nhau, chỗ nào cũng là chỗ yếu hại, người kia dùng quạt để đấu. Bóng kiếm, tiếng quạt, ly nhanh như tia chớp, không hề nghe thấy tiếng binh khí giao nhau, chiến đấu kịch liệt trong yên lặng. Thân hình thanh niên chỉ cần chậm một giây, nhất định sẽ bị thương nặng, nhưng hắn né tránh càng lúc càng nhanh, miệng lại cười nói, người bên cạnh huyện chủ quả nhiên rất lợi hại. Bạch chỉ thấy hai người tranh đấu lau mồ hôi lạnh tiểu thư thật sự không ngăn lại lý vị ương mỉm cười không sao chờ xem triệu nguyệt một cô nương nhỏ gầy kiếm pháp cực nhanh vượt qua cả sự tưởng tượng của người thường vừa ra tay đã ào ào đánh đến kiếm trên tay mau lẹ linh động một khi kiếm thế triển khai nhanh như cuồng phong mạnh như sấm đánh mỗi chiêu gần như không để ý đến tính mạng để tấn công khí thế sắc bén bức người nhưng đối phương lại không hề yếu thế. Thể hiện rất thành thạo thông dong. Lý vị ương nhìn một lúc đã hiểu ra, kiếm của nàng ấy ba bốn lần đánh về chỗ yếu hại của thanh niên kia, đều bị cây quạt ngăn cản, một công một thủ, hai người dằn co không ngừng. Huyện chủ, đúng là lấy oán trả ơn mà. Khóe miệng thanh niên mang ý cười, dưới chân lùi lại vài bước, thân hình như nước chảy mây trôi, chợt lóe lên tránh được kiếm thế sắc bén của triệu nguyệt. Đợi hai người ổn định lại, hắn đã đứng sau lưng Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt mặt không biểu cảm, quay người tiếp tục tấn công, thanh niên không kinh hoảng chút nào, bước chân phiêu giật, trong nháy mắt thân hình đã cách xa hơn một thước, chỉ nghe khen một tiếng, trường kiếm của Triệu Nguyệt không biết vì sao lại bị cây quạt nhẹ bẩn đánh bay. Sắc mặt Triệu Nguyệt trắng bệt, từ nhỏ nàng đã tập võ, khá kiêu ngạo, cho tới giờ chưa từng bị thua thẳng tay như thế này, lập tức trợn mắt há mồm, còn định đánh tiếp. Lý vị ương cao giọng nói, Nguyệt Nhi, không được vô lễ, đây là thất điện hạ. Triệu Nguyệt lắp bắp kinh hải, vội vàng dừng bước chân, chần chừ nhìn thanh niên tuấn Mỹ trước mắt. Người này mặc quần áo màu xanh, mái tóc dài đen dùng trâm vàng với đầu trâm là hai rồng tranh đoạt ngọc búi lên, chính giữa còn thảm trân châu Nam Hải cực kỳ hiếm thấy. Khuôn mặt hắn tuấn tú, nhưng đôi mắt lại tỏa ra ánh sáng u tĩnh như ánh trăng, từ xa đã để lộ ra sự thanh lãnh, ngăn cách hắn với trần thế sáng ngời làm người khác không thể mở mắt ra được nhưng lúc này khuôn mặt hắn mang ý cười điều này chưa từng có trước đây nếu người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng thất điện hạ lại lộ ra vẻ tươi cười huyện chủ đại khách như vậy sao thác bạc ngọc mỉm cười đi tới tay áo vung lên hiện ra một lỗ hổng lý vị ương coi như không nhìn thấy nói nếu không phải thất điện hạ giấu đầu hở đuôi thì nha đầu của ta cũng sẽ không nghĩ điện hạ là đăng đồ tử. Ngụ ý là, tại ngươi không nói gì trốn bên đó nhìn lén, còn trách ai nữa. Từ thời Tần Hán đến nay, đăng đồ tử là một cái tên dùng để chỉ những kẻ háo sắc, ồ, nói vậy là phải trách ta sao? Trên mặt thác bạc ngọc vui giận không thể hiện, cười mà như không cười. Nếu là người khác, đã sớm sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng Lý Vị Ương lại không để mình bị người khác xoay vòng, điện hạ, người là hoàng tử Long Tôn, tất nhiên bụng lớn có thể chứa cả thiên hạ mà khó chứa được việc nhỏ, sao có thể trách tội chúng ta vô tâm làm sai chứ? Người nói có đúng không? Thác Bạc Ngọc nhìn đôi mắt trầm lắng như giếng cổ của nàng. Lại có chủ ý xấu xa, tự dễu nói, ta vốn hảo tâm đến xem huyện chủ có mạnh khỏe không, xem ra ta đã xen vào chuyện người khác rồi. Lý vị ương mỉm cười, nói, nhắc tới chuyện này, còn chưa giáp mặt cảm tạ điện hạ. Hiển nhiên thác bạc ngọc cũng không thèm để ý, nói, chỉ là có qua có lại thôi. Nếu không phải huyện chủ giúp ta trước, ta sẽ không ra tay tương trợ. Sau đó hắn đến gần, ngưng mắt nói, có tra được hôm đó rốt cuộc là ai đánh lén không? Lý vị ương lắc đầu nói, người điện hạ bắt được đều uống thuốc độc tự sát. Ta cùng mẫn đức cưỡi ngựa chạy đi, Kết quả lạc đường trong rừng, cho đến sáng mới tìm được đường ra, bởi vì bộ dáng chật vật quá mức, bất đắc dĩ mới cầu cứu Điện Hạ. Thác Bạc Ngọc cười, một câu nói thẳng, huyện chủ, ta đã coi chúng ta là bằng hữu, vì sao còn không nói thật với ta? Lý vị ương nhớ mày, sao Điện Hạ biết ta không nói thật? Thác Bạc Ngọc lặng lẽ nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt mang đến cảm giác nhói đau làm hắn bình tĩnh lại. Không biết từ lúc nào, có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thiếu nữ bề ngoài dịu ngoan sau lưng xảo quyệt đã bước vào trong mắt hắn sau này gặp lại ở kinh đô có lẽ vì tò mò có lẽ vì yêu thích cũng có thể là cảm thấy cuộc sống quá mức tĩnh lặng không thú vị nên ánh mắt hắn không tự chủ được bắt đầu truy tìm khuôn mặt kia nhưng hiện tại hắn mới biết được thật ra nàng không hề chú ý đến hắn thậm chí nàng còn coi hắn thành một đối tượng có thể lợi dụng được ngẫm lại có lẽ lần trước nàng trợ giúp mình, chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Điều này đương nhiên là sự thật đã sớm bày ra trước mắt. Nhưng Thác Bạc Ngọc vẫn thấy không thoải mái chút nào. Có lẽ hắn được mọi người nâng niu quá lâu, đột nhiên có một thiếu nữ không để ý gì đến hắn, thậm chí lý do thật sự cũng giấu hắn, hắn không thể không thấy ngạc nhiên. Mà bên kia, Thác Bạc Chân cũng vừa đến tự. Lão Phương Trượng cúng quyết ra nghênh đón, Thác Bạc Chân cười nói, không cần đa lễ ta chỉ tới bái phật khỏi cần kinh động nhiều người dù sao cũng là hoàng tử lão phương trượng vẫn không dám chậm trễ vội vàng phân phó người dẫn hắn đi tham quan thác bạc chân bước vào trong miếu thờ sa di dẫn đường cho hắn nói điện hạ nơi này là thiên vương điện thác bạc chân ngẩng đầu nhìn thấy tứ đại thiên vương trợn trừng mắt dữ tợn đáng sợ trên cột của điện có treo một câu đối vế trên mưa thuận gió hòa vế dưới quốc thái dân an. Hắn cười nhẹ, sau đó lững thững đi về phía trước, Sa Di nói, phía trước là La Hán đường. Thác bạc chân không bái Phật cũng không dân hương, như vô tâm nói, nghe nói gia quyến lý thừa tướng đã đến chùa miếu. Sa Di ngây người, sau đó quan sát vẻ mặt của hắn, cung kính nói, dạ, Lý Phu Nhân dẫn theo các tiểu thư đến, đều ở lại trong tự. Ồ, các vị tiểu thư nào? Thác Bạc chân khẽ xoay nhẫn ngọc trên tay, hỏi như vậy. Sa Di không ngờ hắn hỏi kỹ càng như vậy, dè dặt nói, chuyện này. Thứ cho tiểu tăng không rõ. Thác Bạc chân thấy vẻ mặt cảnh giác của hắn, nở nụ cười, sư phó yên tâm, ta có quen biết với Lý thừa tướng, chắc chắn không có đạo lý vào chùa mà không đi bái kiến, sư phó dẫn đường, ta muốn đến gặp Lý phu nhân. Sa Di còn lo lắng hắn có hành động gì kỳ quái hiện tại thấy hắn chỉ muốn đi bái kiến lý phu nhân nhất thời yên lòng nói điện hạ mời vừa đi hắn vừa nghĩ thầm không sao làm sao vậy đầu tiên thất điện hạ thần không biết quỷ không hay đến hiện giờ lại thêm tam điện hạ các hoàng tử hẹn tụ tập ở đây hay là thế nào đột nhiên nhớ đến các tiểu thư như hoa như ngọc của lý gia sa di bất giác thở dài nữ sắc hại người thác bạc chân không hề biết suy nghĩ trong lòng hắn trên mặt mang ý cười đi theo sa di về phía trước. Lúc này, Lý Vị Ương cùng Thác Bạc Ngọc đã rời khỏi hoa viên, đi tới La Hán Đường. Ở hai bên cửa La Hán Đường, cũng treo một câu đối, vế trên 500 La Hán, sổ tử tế, là hung là cát. Vế dưới là ba thế giới, thấy rõ ràng, như huyễn như thực. Vừa bước vào đã nhìn thấy, 500 La Hán xếp ngay ngắn, có hung ác, có hiền lành, tư thái biểu cảm không hề giống nhau. Lý vị ương chăm chú xem các la hán, dường như rất có hứng thú. Huyện chủ, số châu báu vàng bạc phụ hoàng ban cho, ngoài những vật chết không thể động vào. Những thứ khác huyện chủ chắc đã dùng không ít. Đột nhiên thác bạc ngọc nói. Lý vị ương không ngờ hắn đột nhiên nói đến chuyện này, quay đầu lại, trong đôi mắt tối đen mang theo sự kinh ngạc. Thác bạc ngọc nở nụ cười, huyện chủ muốn chống lại mẹ cả, quan trọng nhất chính là nhân mạch, mà nhân mạch, phần lớn phải dựa vào tiền tài mới có, huyện chủ có thể sống yên nhanh như vậy ở Lý Phủ, chỉ cần nghĩ qua cũng biết đã tiêu tốn không ít. Lý vị ương nhíu mày cười nói, Điện Hạ nói đúng, những thứ bệ hạ ban cho ta. Rất nhiều thứ là cống phẩm không thể đem bán, còn những thứ chân chính sử dụng được như vàng bạc, đã dùng khá nhiều. Miệng ăn núi lở, cho dù là núi vàng núi bạc cũng sẽ hết dần. Thác bạc ngọc nhẹ nhàng nói, viện chủ có thể phái người tin cậy đi đến thành khác thu mua hàng hóa, nhất là tơ tầm thượng đẳng. Gần đây rất nhiều người xuống phía nam để mua tơ, đây là vụ mua bán một vốn bốn lời. Thác Bạc Ngọc lộ ra tin tức thương vụ cực kỳ quan trọng, vương phủ hắn năm nay thu được tiền lời phần lớn là nhờ tơ tầm. Ít nhất cũng phải vài vạn lượng hoàng kim. Mà Lý Vị Ương lại không vui mừng gì, người tin cậy bên cạnh mình, thật ra không nhiều lắm thác bạc ngọc nhìn thấu suy nghĩ của nàng cười nói nếu tin ta ta có thể thu mua hộ lý vị ương có chút khó hiểu vì sao điện hạ phải giúp ta như vậy thác bạc ngọc cười coi như ta cảm tạ đại ân lần trước của huyện chủ đi lần trước hỗ trợ hắn đã sớm hoàn trả rồi trong lòng lý vị ương nghĩ như vậy đang định mở miệng từ chối ai ngờ thác bạc ngọc lại nói phía trước là đại hùng bảo điện chúng ta đi xem đại hùng bảo điện kiến tạo vô cùng phi phàm bậc thềm bạch ngọc ngói xanh lưu ly trường cục chạm trổ kim bích huy hoàng trang nghiêm túc mục hai bên cũng treo câu đối rất có ý nghĩa tới gần cửa nhìn thấy chư ác đừng làm chúng thiện thừa hành thiện ác cuối cùng sẽ có báo thác bạc ngọc cùng lý vị ương vừa hay đụng mặt thác bạc chân ở chỗ này trong thời gian ngắn song phương đều ngây người thật ra Trước khi Lý Vị Ương nhìn thấy thác bạc chân, hắn đã chú ý tới nàng rồi. Chỉ có điều lúc hắn nhìn. Lý Vị Ương đang nhỏ nhẹ nói chuyện với thác bạc ngọc, có vẻ rất hợp ý. Thỉnh thoảng còn nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, giọng nói trong trẻo, rất êm tai dễ nghe. Lúc đối mặt với hắn, lại mang bộ dáng cách xa hơn ngàn dặm. Thác bạc chân bề ngoài ra vẻ rộng rãi, nhưng thực ra hắn là người lòng dạ hẹp hòi, nhìn hai người mang bộ dáng tình ý triền miên, mỉm cười lạnh lùng, hắn thấy chướng mắt Lý Vị Ương, lúc trước vứt bỏ hắn, rồi leo lên cành cao khác. Nếu Lý Vị Ương nhìn trúng người khác thì thôi. Mà nàng cố tình nhìn trúng thác bạc ngọc người luôn được coi là tử địch của thác bạc chân, thác bạc chân bất giác hận luôn cả nàng. Nhưng dù sao hắn cũng là người thành thục, rõ ràng căm hận thác bạc ngọc, lại cố sức rút hồn phách ra, chi nhân cách thành hai người một người ở nơi đó tràn ngập ghen tị, một người lại tràn ngập mừng rỡ, bước lên nói, thất đệ sao lại ở đây? Qua chuyện lần trước, thác bạc ngọc đã hiểu thấu giả tâm của thác bạc chân, sẽ không bao giờ bị bộ dạng thân mật này của hắn làm cho dao động. Mỉm cười nói, đệ thay mẫu phi dân hương, vừa hay gặp được huyện chủ. Ánh mắt của thác bạc ngọc, rất tự nhiên dừng ở chỗ Lý Vị Ương, Lý Vị Ương cười nói, tam điện hạ chẳng lẽ đến tham thiền sao? tham là tham cứu tham khảo tham nghiệm còn thiền là thanh tịnh yên lặng tịch mặt tham thiền nghĩa là ngồi lắng lòng yên lặng lìa xa các điều vọng niệm tư tưởng đảo điên để dùng tư duy quan sát tiềm tàng trong vũ trụ những huyền bí ẩn vi nơi con người thác bạc chân đương nhiên không phải đến tham thiền hắn nghe nói người lý gia đến cho nên mới đi theo chỉ có điều đến nơi rồi hắn mới phát hiện không biết rốt cuộc mình đến để tìm lý trường nhạc hay là mượn cơ hội đến gặp lý vị ương lý trường nhạc xinh đẹp như vần trăng diễm lệ áp đảo mọi người nhưng trong lòng thác bạc chân luôn vướng bận một người khác người đó tướng mạo không bằng trưởng tỷ tính tình ẩn nhẫn ác liệt như sói phong thái khí khái vô cùng trước mắt hắn diễn trò lừa gạt thoải mái như uống trà vậy thường ngày thác bạc chân làm việc có chừng mực chỉ có người này dễ dàng làm tâm của hắn rối loạn thực tế nếu lý vị ương giống kiếp trước coi thác bạc chân rất quan trọng mọi chuyện lấy hắn làm chủ thì thác bạc chân chưa chắc đã liếc nhìn nàng nhiều hơn một lần mà hiện giờ nàng lúc nào cũng đối đầu với hắn thậm chí trái lại còn đi giúp người khác bất giác làm hắn chú ý có thể thấy được trong đó có sự thất thường không một ai biết vận mệnh của mình sẽ đi về phương nào nhưng mà vì sao lý vị ương lại đi cùng với thác bạc ngọc thác bạc chân không tự chủ được tay nắm chặt lại cảm ơn các bạn đã nghe hết video này đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé